Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình bình luận và thời sự của Vô TV. Kính thưa quý khán thính giả, blogger Ô Xin Huy Đức, tác giả cuốn sách Bên Thắng Cuộc, trong một bài viết trước đây đã từng đề cập về việc phải xử lý Nguyễn Thanh Nghị. Tay bút nội chính này không hiểu vì sao lại nhắm vào cha con nhà Nguyễn Tấn Dũng. Một đối thủ của Ô Xin Huy Đức là blogger người Buôn Gió cho rằng ông này là tay đánh thuê cho Tư Sang và Nguyễn Phú Trọng. Khi nói về mối quan hệ mờ ám khiến Nguyễn Thanh Nghị được thăng quan tiến chức nhanh chóng, nhà báo Ô Xin Huy Đức này ám chỉ rằng việc bợ đỡ Ô Dù đã đẩy con trai của Ba Dũng tiến nhanh và xa như vậy. Ô Xin Huy Đức viết xin trích: Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nên làm rõ những bàn tay nào đã giúp Nghị, một người bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh loại ra khỏi danh sách đại biểu đi dự Đại hội 11, lại có thể được đại hội ấy bầu làm ủy viên dự khuyết. Câu chuyện về việc Nguyễn Thanh Nghị được cơ cấu vượt cấp và vượt mặt cả Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh từng xôn xao trong Đảng, nhưng sau đó bị chìm xuồng vì cú lườm của Nguyễn Tấn Dũng. Nghị là điển hình của những hạt giống đỏ, một cách gọi của dàn thế hệ tiếp theo kiểu con ông cháu cha của các lãnh đạo cộng sản. Với việc đưa Nguyễn Thanh Nghị ra Hà Nội làm tứ trưởng, cả Trung ương Đảng cũng đang mù mờ về tương lai của cậu ấm nhà Nguyễn Tấn Dũng. Chính Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định luân chuyển, nhưng người có khả năng cản trở hoặc đốn ngã Nguyễn Thanh Nghị lại là Nguyễn Phú Trọng. Và cũng dễ hiểu nếu phân tích về mối thâm thù huyết ngài giữa Tổng Trọng và đồng chí X một thời này. Nhà văn Trần Quốc Quân từ Ba Lan điểm qua một loạt cuộc gieo hạt giống đỏ trên chính trường Việt Nam thời gian qua đã từng bình luận rằng qua các vụ lùm xùm con ông cháu cha mới thấy phàm là người nào không nỗ lực tự thân phấn đấu mà được đặt vào vị trí lãnh đạo vênh với khả năng đều gây ra những chuyện nhố nhăng, thiên thiêng, hại dân, hại nước. Với tiếng chuông ngộn hồn mà Tổng Trọng từng nhắn qua cây bút Ô Xin Huy Đức, chúng ta hiểu rằng những bước đệm cho việc truất phế Ba Dũng không phải là một cuộc chiến ngày 1, ngày 2, mà cả một kế hoạch dài hơi. Ngay trước thềm đại hội Đảng bộ Kiên Giang và ngay trong lúc Trung ương Đảng khóa 12 đang chuẩn bị phê duyệt danh sách tập trung cho đại hội 13, mà cậu ấm Kiên Giang cùng với hơn 20 cán bộ cao cấp trong tỉnh bị Bộ Chính trị ra chỉ thị rằng cần phải kỷ niệm những sai phạm về đất đai ở Phú Quốc. Quả là tin chẳng lành. Sau đó, lại vào đầu tháng 10 thì tin Nghị bị đưa ra Hà Nội làm tứ trưởng. Mãi tới tận ngày 30 tháng 10 thì Nguyễn Thanh Nghị mới chính thức nhận quyết định từ tay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cụ thể là ngày 5 tháng 10 tại quyết định số 1518 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 16 tháng 10 tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2020-2025, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ủy viên Bộ Chính trị về việc chỉ định Nguyễn Thanh Nghị tham gia làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ của Bộ Xây dựng. Và tới ngày 30 tháng 10 thì con trai cả của Ba Dũng mới ra Hà Nội. Cần lưu ý rằng, như lời của ông Khâm, phát ngôn viên và phía tuyên giáo của tỉnh Kiên Giang từng nói là tỉnh không biết tin luân chuyển cho đến khi đọc thấy trên báo chí. Và sự rà rề mất cả tháng để Nguyễn Thanh Nghị ra Hà Nội, có người nói bông đùa là do xe tắc đường hoặc máy bay bị hoãn hay chăng. Để hạ bệ Nguyễn Thanh Nghị là điều không hề dễ dàng, bởi ngay cả khi như cụ Tổng Nguyễn Phú Trọng có đi vào cứ địa Kiên Giang ở thời điểm vào năm 2019, sau vụ gọi là kiểm điểm một loạt cán bộ tỉnh ở đây thì cũng chẳng có sờ gáy được ai đâu. Ngược lại, ông Tổng Trọng còn suýt nữa là không còn đường về và nằm liệt giường liệt chiếu không nhìn thấy mặt trời nữa. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đẩy mạnh theo hướng đánh vào sai phạm đất đai mà Nghị có dính líu. Cái khôn của nhà Ba Dũng là chẳng bao giờ trực tiếp ra mặt ký tên vào những biên bản mà có thể bị lấy làm bằng chứng chống lại mình. Sai phạm trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai là loại sai phạm mà gần như hầu hết cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố nào cũng đều dính líu vào. Sự thực đó là việc lạm dụng quyền lực, tước đoạt quyền làm chủ của nhân dân để buôn quan bán chức, sang nhượng đất đai, thu lợi bất chính. Đó cũng là tội tham ô tham nhũng như đã xảy ra ở công trình khu đô thị mới Thủ Thiêm do tập đoàn tham nhũng Lê Thanh Hải đứng đầu. Tỉnh Kiên Giang là giang sơn của nhà Ba Dũng và con trai Nguyễn Thanh Nghị cũng chẳng khác gì. Theo báo chí, sau cuộc thanh tra của chính phủ hôm đầu năm 2020 nhắm vào đám cán bộ tỉnh Kiên Giang, thanh tra tỉnh cũng dựa vào đó công bố danh sách 75 cán bộ từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân trở xuống,
có bằng chứng vi phạm về đất đai trong thời gian cầm quyền. Trong số 12 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thời kỳ năm 2011-2017 có tên Nguyễn Thanh Nghị. Lúc đó hiện là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và tất cả đều phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Chuyện kiểm điểm này vào năm 2018, nhiều cán bộ tỉnh Kiên Giang cũng đã bị bắt phải rút kinh nghiệm, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì mà bị chìm xuồng, vì Nguyễn Thanh Nghị không có tên trong lần kiểm điểm này. Dư luận lúc đó lờ mờ hiểu rằng vì Nguyễn Thanh Nghị là con ông trùm phe miền Nam, dễ gì ông lại cho đụng đến đứa con nối dòng của mình. Kiên Giang là tỉnh có huyện đảo Phú Quốc mệnh danh là đảo Ngọc, là một trong ba vị trí đắc địa mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn ghép vào luật đặc khu năm 2018. Nhưng mưu sự bất thành do sự chống đối mãnh liệt của người dân không muốn Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trở thành lãnh địa đầu cầu của Bắc Kinh trên đường chinh phục Nam Á Châu. Tuy phải rút lại dự luật đặc khu, nhưng nhiều năm trước đây, cán bộ lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhìn thấy tiềm năng hái ra tiền của Phú Quốc với sòng bài quốc tế, khách sạn 5 sao, khu resort cao cấp và tất cả các dịch vụ du khách quốc tế và nội địa. Do đó, tốc độ xây dựng của Phú Quốc gia tăng chưa từng thấy, và đó cũng là cơ hội cho các đầu sỏ Kiên Giang bỏ qua các luật lệ về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai. Họ thi nhau xẻ thịt phá rừng, chiếm đất công, chiếm dụng đất nông nghiệp, quyết tâm biến Phú Quốc thành tiên đàng làm giàu cho cán bộ. Không thể phủ nhận trong thời gian này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đã đóng một vai trò quan trọng nhất trong chính sách khai thác Phú Quốc vô pháp luật. Chuyện tung hành ấy không lọt qua mắt của Nguyễn Phú Trọng, nhưng thanh tra tới thanh tra lui cũng chỉ đi đến một kết luận nhẹ nhàng là cần kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Nay trước thềm Đại hội Đảng 13, chỉ còn mấy tháng nữa sẽ khai mạc, có thể điệu nhạc kiểm điểm rút kinh nghiệm được tấu loạn cho xôm trò. Hay vì Đảng bộ Kiên Giang sắp họp vào tháng 10 tới đây, với thông tin khá nóng về việc Nguyễn Thanh Nghị bị kiểm điểm là tin không lành, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Trần Cẩm Tú đã không bỏ qua cơ hội loại bỏ một phần quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang. Nếu ông Trọng nhân nhượng và còn nể tình Nguyễn Tấn Dũng thì không cần truy tố Nguyễn Thanh Nghị, mà chỉ cần bị kiểm điểm hay có thể bị lãnh hình thức kỷ luật khiển trách, chắc chắn Bí thư Tỉnh ủy của Nghị sẽ mất. Câu ấm Nguyễn Thanh Nghị mất ghế bí thư trong Đại hội Đảng bộ mà không được vào Trung ương khóa 13 thì coi như là câu ấm rất dài, con đường tiến thân bế tắc. Nhiều phần Nguyễn Thanh Nghị sẽ được đảng cử giữ một chức vụ tượng trưng nào đó, ngồi chơi sơ nước kiểu như Tất Thành Cang chờ ngày về hưu, hay chờ hình thức nào đó kỷ luật tại sau đại hội 13. Nếu không cam chịu số phận bị loại khỏi môi trường quyền lực, Nghị sẽ hợp tác cùng Ba Dũng ra sức vùng vẫy các khu cánh còn sót lại để loại trừ phe nhóm Lò Trọng ở Trung ương. Bằng một cách nào đó, cha con của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể ủng hộ Nguyễn Xuân Phúc đứng ra tranh đoạt ghế Tổng Bí thư với Nguyễn Phú Trọng để thay đổi cán cân quyền lực có lợi cho mình. Điều này sẽ đẩy vây cánh Nguyễn Tấn Dũng ra mặt công khai chống Trọng một mất một còn. Với bản chất con người của Ba Dũng, vì tương lai của Nguyễn Thanh Nghị và nhất là người con út Nguyễn Minh Triết còn quá non trẻ, Ba Dũng sẽ không chịu ngồi im như chuyện Nguyễn Văn Chi ở Đà Nẵng. Người ta sẽ còn nhớ vào cuối tháng 11 năm 2017, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị Trung ương lột hết mọi chức vụ vì dính líu trong vụ án Vũ Nhôm, trong khi người cha Nguyễn Văn Chi không hề có phản ứng đáng kể nào. Vì thế, càng lúc càng đi vào giai đoạn chót của trận chiến chạy đua vào khóa 13. Không ai có thể biết đoán và đoán biết được như thế nào sẽ kết thúc ra sao. Ở một khía cạnh khác, đúng là chúng đã đánh nhau chỉ vì tranh nhau miếng đất, tranh nhau ăn đất, mà ăn quá nhiều phải nhổ ra thì khổ cho cán bộ. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nhắc lại rằng, câu chuyện về Nguyễn Thanh Nghị hay Ba Dũng nó gợi ý cho chúng ta rằng, ngay những người như Ba Dũng đã rút khỏi chính trường, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn đó. Cả phe miền Nam, những người nhờ Nguyễn Tấn Dũng mà được leo cao tiến sâu, hẳn vẫn còn mang ơn nệ với đồng chí X này. Đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng đã không hề dám nêu tên Nguyễn Tấn Dũng, cũng giống như Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước đã chẳng bao giờ dám điểm mặt đặt tên mà chỉ dám nói khe khẽ rằng đồng chí X nào đó và khóc vì không kỷ luật được. Còn giờ đây, khi Nguyễn Tấn Dũng đã rơi đài, con trai là Nguyễn Thanh Nghị ra Hà Nội làm thứ trưởng, liệu người ta có để cho ông lên bộ trưởng hay không, hay sau đó có những biện pháp để xử lý, nó lại là câu chuyện mà chúng tôi thường gọi là vấn đề liên quan tới số phận không phải chỉ một người mà của cả một phe nhóm, một cánh quyền lực thực sự trong bộ chính trị.
và Đại hội 13 sẽ là cơ hội để ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bình định được các sứ quan này. Chúng tôi VOTV sẽ quay trở lại gửi tới quý khán thính giả trong các bản tin tiếp theo những phân tích và diễn biến thời sự.